Hello, xin chào các bạn, lại là thầy Vinh Tây Kỳ đây. Hôm nay của các bạn như thế nào nè? Kể cho thầy nghe đi, mình sẽ comment bên dưới giúp cho thầy nha, để cho thầy biết là hôm nay của các bạn như thế nào. Ngày hôm nay của thầy thì cũng như các lần khác thì thầy đến Học viện Tây Kỳ nè và thầy livestream cùng các bạn. Thì mùa dịch này thì thầy không thể dạy offline, thầy không thể gặp trực tiếp các bạn nên là thầy rất là buồn. Và thầy đã xin sếp của thầy có thể lên đây để livestream để cho các bạn có thể thấy được khuôn mặt của thầy và thầy cũng thấy được các bạn tương tác cùng với thầy nha. Thì thầy sẽ cảm thấy vui hơn một chút xíu đó. Bây giờ thì các bạn ơi, các bạn comment bên dưới cho thầy Vinh biết là ngày hôm nay của các bạn như thế nào. Có chuẩn bị game đã làm được game của ngày hôm trước chưa? Comment bên dưới giúp cho thầy luôn nha. Tuần trước chúng ta livestream gì? Mình đã làm game được chưa? Comment bên dưới giúp cho thầy nha. Thầy sẽ xem và thầy sẽ hỗ trợ các bạn nha. Rồi, bây giờ mình comment nha. À, chào bạn Gia Linh Ngô Giả. Bạn comment là nhanh quá thầy ơi, mới đó đã 1 tuần rồi. Rồi, chào bạn Gia Linh nha. Chào bạn Phạm Quỳnh Công. Bạn comment là môn của thầy Vinh rất là hấp dẫn. Cảm ơn bạn Quỳnh Công nha. Chào bạn Thùy Trinh Ly. Xin chào bạn Ly nha. Chào các bạn. Ngô Anh Hồng. Xin chào bạn Ngô Anh Hồng. Thầy đã gọi tên bạn nè. Xin chào Ngô Anh Hồng nha. Con có nhớ thầy không? Chào bạn Vinh Lê Danh. Vinh Lê Danh, học trò của thầy. Thầy nhớ chứ? Con là Danh đúng không? Mình học ở môn bé làm game của Tinker đúng không Danh? Rồi, hello Danh nha. Nhớ xem livestream của thầy để làm những cái game mà thầy đã livestream vào tuần trước. Danh ơi, con đã làm được game tuần trước chưa? Comment bên dưới giúp cho thầy nha. Thương Thân. Chào bạn Thái. Chào bạn Ly, Minh Ly nè. Hôm nay thầy dạy gì đúng không? Hôm nay thầy sẽ dạy một cái game vô cùng hấp dẫn luôn. Con sẽ chờ và xem là hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm cái game nào nha. Cảm ơn bạn Ly nè. Chào bạn Nhân. Trông thầy cả tuần luôn mới được học với thầy đúng không? Thầy cũng trông bạn luôn. Thầy trông qua tuần luôn để có thể livestream cùng các bạn đó, các bạn có biết không? Phạm Hải My. Chào bạn Hải My nha. Hương Hoàng hả? Xin chào Hương Hoàng, xin chào An Nguyễn. Thì các bạn ơi, các bạn comment bên dưới giúp cho thầy biết là các bạn đã làm được cái game của tuần trước chưa? Và mình ngày hôm nay như thế nào nè? Mong muốn gặp thầy Vinh lắm đúng không? Rồi, cũng comment bên dưới luôn. Bạn Thanh Sơn là nhiệt liệt chào thầy luôn. Thầy cũng quyết liệt chào con luôn. Chào Thanh Sơn nha. Rồi, thì các bạn ơi, các bạn có nhớ là vào tuần trước á là mình đã làm được cái game gì không nè, chủ đề gì các bạn có nhớ không? Chính xác luôn, đó là chủ đề khiêu vũ cùng các người bạn. Thì các bạn ơi, các bạn có nhớ là hôm trước á chúng ta đã học được cái khối lệnh gì không? Nhớ không? Comment bên dưới giúp cho thầy đi. Thì ngày hôm nay thầy sẽ có một cái bài ôn lại bài cũ. Nếu như mà bạn nào á, trả lời vừa nhanh nè, vừa chính xác nè, sẽ nhận được các phần quà của Tiki. Và ngày hôm nay cũng có những cái phần quà vô cùng hấp dẫn của Học viện Tiki nha. Thì bây giờ thầy sẽ xin giới thiệu cho các bạn biết chúng ta sẽ nhận được quà gì nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhận được các voucher trị giá 500 ngàn nha. Các bạn có thể sử dụng voucher này để học bất kỳ khóa học nào của Tiki. Thấy hấp dẫn chưa? Và được giảm giá đến 500 ngàn luôn. Xịn sò chưa? Xịn sò đúng không? Thầy cũng thích lắm nha. Và
các bạn sẽ được những cái sticker đáng yêu như vậy nè, thấy không? Đây là biệt đội giải cứu Tiki, các bạn có xem biệt đội Adventure chưa? Thầy vô cùng thích biệt đội này luôn đó, dễ thương chưa? Nếu như mà là thầy á, thầy sẽ chọn một con Thor đây, Tiki đây, trời ơi rất là đẹp luôn nha. Rồi thì làm sao để nhận được cái phần quà hấp dẫn từ Tiki đây, rất là đơn giản nha. Mình sẽ cùng like nè, share và comment bên dưới thầy và trả lời các câu hỏi đúng chính xác nhanh nhất ở cái phần ôn lại bài cũ nè, ở cái phần trả lời mini game ở phần cuối bài học, thì các bạn sẽ được nhận các phần quà hấp dẫn đây, đúng không? Và thầy hệ thống sẽ ghi nhận lại bạn nào tương tác nhiều nè, nhanh nè, và like và share thì cũng sẽ được nhận phần quà, rất là đơn giản đúng không các bạn? Đơn giản lắm luôn á. Nếu như mà là thầy lại xuyên thì thầy sẽ lấy tất cả phần quà này luôn. À nhưng mà phần quà sẽ dành cho tất cả các bạn nha, có rất là nhiều quà nha, nên mình phải like và share để cho các bạn khác, mấy bạn của mình á, có thể học cùng với mình nè, nhận được những ưu đãi từ Tiki nha các bạn. Rồi hãy xin chào các bạn nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái bài mà ôn lại bài cũ, thì bây giờ mình sẽ tập trung kích liệt để trả lời comment bên dưới xem là đáp án nào là chính xác nha. Và mình sẽ nhận được cái voucher của Học viện Tiki nếu như mình trả lời nhanh, chính xác, like và share nha. Thì đây, các bạn hãy nhìn vào màn hình của thầy. Thầy đã chuẩn bị ra đây nha. Rồi các bạn ơi, các bạn có thấy được cái màn hình của thầy chưa? Mình nhớ giúp cho thầy biết đi, mình đã thấy được màn hình của thầy chưa nè? Rồi thấy là bạn like rất là nhiều đúng không? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái bài học ngày hôm nay luôn nha, cái bài ôn lại bài cũ nè. Bây giờ mình sẽ xem và mình trả lời những câu hỏi của thầy nha. Thì đầu tiên, bài học ngày trước, tuần trước của chúng ta là khiêu vũ cùng những người bạn. Thì cho thầy hỏi khối lệnh animation trong tiên cơ có màu gì? A là xanh ngọc, B là xanh da trời, C là vàng nhạt và D là vàng đậm. Đáp án của mình là các bạn ơi, đáp án này quá là dễ luôn nha. Thầy sẽ nói lại câu hỏi nha. Rồi khối lệnh animation trong tiên cơ có màu gì? A là xanh ngọc, B là xanh da trời, C là vàng nhạt và D là vàng đậm. Mình hãy comment bên dưới nha. A bạn An sẽ là comment A đúng không? À chính xác nha. Rồi xin chúc mừng An. An đã chính xác, khối lệnh animation trong Tinker sẽ có màu xanh nhọc. À bạn Thanh Sơn cũng A luôn. Ok, được lên 100% luôn. Rồi chính xác nha. Thì chúng ta sẽ đi đến cái phần tiếp theo. Thì bạn An đã trả lời chính xác rồi nè. Bạn B là công tiền. À công tiền ơi, xanh da trời nó cũng giống như xanh da ngọc hả? À chắc là con lẫn lộn đó, xanh da trời là nó sẽ màu da trời, còn xanh ngọc nó sẽ màu ngọc nha. Thì đây, ở đây có một cái mô hình xe Mindstorm. Đây, xanh da trời là xanh này nè con. Các bạn có thấy được cái mô hình xe của thầy không? Đây, xanh da trời là màu này. Đây, thấy chưa? Còn xanh ngọc là màu đây, xanh ngọc là màu này nha. Thầy đã chuẩn bị sẵn luôn. Xanh ngọc là chiếc máy bay của thầy đây, các bạn có thấy không? Đây, màu xanh ngọc đó, thấy không? Đó, có lệnh animation trong Tinker sẽ là màu xanh ngọc nha Tiền ơi. À bạn Phương Lê, à cho thời gian lâu lâu xíu nha Thanh Sơn. Rồi ok Thanh Sơn nè, bạn Phương Lê trả lời là câu C, đáp án là câu B.
Câu trả lời chính xác nha các bạn là câu E, xanh ngọc nha. Rồi, thầy xin chúc mừng bạn An đã trả lời vừa nhanh, chính xác. Con sẽ liên hệ với thành bạn để nhận được cái phần quà hấp dẫn từ Tiki nha An ơi. Rồi, chúc mừng con nè. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp câu thứ hai nha. Đây, câu này hết sức đơn giản luôn. Ý nghĩa khói lệnh này là gì? Câu A là quay lại nè, câu B là lặp lại 10 lần, câu C là di chuyển và câu D là nhảy múa. Ok, mình sẽ hãy chờ trong vòng 10 giây nha. Các bạn có đáp án thì mình sẽ comment bên dưới. Câu số bao nhiêu và trả lời câu nha. Bây giờ mình sẽ, nếu như mình comment mình sẽ trả lời là ví dụ như câu 2 đáp án. Được chưa? Câu 2 nè, đáp án nè. À, bạn hãy hãy nhanh nhất là bạn An nè, bạn Sơn. Câu B, bạn Mỹ Hiệp câu B. Rồi, công tiền cũng câu B luôn. À, quá dễ luôn đúng không? Rồi thì bây giờ còn mình nào nữa không nè, bây giờ thầy sẽ bật mí nha. Ý nghĩa của câu lệnh này lặp lại 10 lần, quay lại, di chuyển hay nhảy múa. Bây giờ mình nhìn có là dễ đúng không? Ở đây có số 10 nè, các bạn có thấy không? Thì chắc chắn là câu B rồi, lặp lại 10 lần. Rồi thầy xin chúc mừng bốn bạn nha, An Nguyễn nè, Thanh Sơn, Mỹ Hiệp và Công Tuyền nha. Thì để thầy xem. À, ở đây thì thấy có Thái Tâm cũng là câu B nè, Liên An cũng là câu B. À, vậy là bạn Liên An trả lời nhanh nhất đúng không? Vậy Liên An ơi, con sẽ liên hệ với fanpage để nhận được cái voucher hấp dẫn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nha. Câu thứ ba, ý nghĩa khối lệnh này là gì nè? Nghĩ hello trong vòng 2 giây là câu A, nói hello trong vòng 2 giây là câu B, di chuyển trong vòng 2 giây đi. Lặp lại từ hello trong vòng 2 giây. À, thầy không có bị gạt, thầy giờ thầy không có đưa câu dễ cho mình nữa. Bây giờ cái câu nào cũng có 2 giây luôn đó các bạn. Các bạn có thể trả lời cho thầy biết được không? Mình cũng sẽ comment cái đáp án là số câu và đáp án bên dưới để cho thầy biết là các bạn trả lời câu nào nha. Đáp án mình là gì nè? Rồi mình sẽ comment bên dưới nha. À, đáp án bây giờ thầy sẽ đếm từ 1 đến 3 nè, thầy sẽ bật mí luôn cái đáp án của mình nha. 1 nè, 2, 3. Thì đáp án của thầy cái câu này thầy vẫn chưa thấy các bạn nào trả lời. Thì đáp án thầy thấy câu bạn Diễm My là câu B đúng không? Nói hello trong vòng 2 giây. À, chính xác rồi nha Diễm My. Thì Diễm My ơi, các bạn ơi, thì câu này hay chữ say không? Đó, say tiếng Anh là nói. Thì câu này câu B nha, nói hello trong vòng 2 giây. Còn nếu như mà câu A thì nó sẽ là sing. Còn câu C sẽ là mu đúng không? Còn câu D sẽ là repeat nè, hoặc là một cái như lúc đầu hồi nãy đó, nhưng mà không có chữ hello nha. Thì xin chúc mừng Diễm My nha, Diễm My sẽ nhận được một phần quà voucher hấp dẫn từ Tiki. Bây giờ con sẽ inbox fanpage nha Diễm My. Rồi câu cuối cùng. À, All Star dùng để làm gì? Thì câu này thầy nghĩ là tương đối dễ, nên là câu này thầy sẽ lướt qua nha các bạn nha. Thì bây giờ thầy cũng sẽ đọc comment để thầy xem coi là đáp án là gì nha. Anh Kim nè. À, anh Kim con chọn đáp án B đúng không? À, con chúa đúng không anh Kim? Rồi bây giờ câu tư của thầy là All Star dùng để làm gì? Thì đây thầy sẽ bật mí luôn nha, rất là dễ nha. All Star bất cứ cái phần mềm chương trình lập trình game nào thì cũng phải cần có một cái nút là bắt đầu đúng không? Thì All Star sẽ là bắt đầu một sự kiện nào đó lập trình nha. Thì bây giờ đến câu cuối nha.
Câu cuối cùng, ý nghĩa khó lệnh này là gì nè? Nhìn bên dưới nha, comment giúp cho thầy đáp án. A nè, chờ trong vòng 1 giây. B nè, di chuyển trong vòng 1 giây. Rồi bây giờ thầy sẽ xem nha. À, ta thấy bạn Toàn nè, chọn đáp án B. À, Thanh Sơn lần này nhanh quá ta. À, chờ trong vòng 1 giây để xem có đúng không ha. Các bạn ơi, các bạn có comment ý kiến khác bạn Thanh Sơn không? Comment bên dưới giúp cho thầy luôn nha. Bây giờ thầy sẽ đếm từ 1 đến 3 nè. Và nếu như không có bất kỳ comment nào thì thầy sẽ chốt đáp án là cũng là Thanh Sơn là đáp án A nha. Thì 1 2 3. Chính xác. À, hai chữ quay không? Quay có tiếng Anh là chờ nè, dễ quá đúng không? Thì chờ trong vòng 1 giây là đáp án chính xác nha anh Sơn. À, Vân Thúy câu B đúng không? Rồi đáp án của chúng ta sẽ là câu A, chờ trong vòng 1 giây. Thì bây giờ nha, bạn Thanh Sơn trả lời nhanh nhất. À, Thanh Sơn ơi, con sẽ book fanpage để nhận được cái phần quà hấp dẫn từ thầy kia nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học mới ngày hôm nay luôn. Các bạn có háo hức không? Háo hức đúng không nè? Rồi thì bài học ngày hôm nay, trước khi mà đi học, đi vào bài học ngày hôm nay á, thì thầy có một số cái tip đơn giản, những cái mẹo đơn giản dành cho các bạn mà chúng ta khi chúng ta sử dụng máy tính quá là nhiều nè. Chúng ta nhất sử dụng máy tính, sử dụng điều tiết con mắt nè, sử dụng con mắt nhiều dẫn đến bị mỏi mắt. Thì giờ bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào nè, một cái mẹo đơn giản thôi dành cho các bạn thôi. Khi mà thầy sử dụng máy tính trong thời gian lâu và thầy có dấu hiệu là mỏi mắt và mắt mờ, thì thầy sẽ có những cái mẹo này dành cho thầy khi mà thầy cảm thấy như thế nha. Thì đầu tiên thì thầy sẽ chọn một cái địa điểm nào đó, thầy đứng, thầy nhìn nhìn xa nha, không có sử dụng máy tính nữa, thầy sẽ gạt máy tính xuống và thầy sẽ đi ra một chỗ nào đó mát mẻ, ví dụ như là một cái lan can, một cái hành lang của ngôi nhà mình, hoặc là mình sẽ đứng ở trước cổng nhà mình luôn để mình nhìn lên trời ha. Thì mình sẽ nhìn, mình sẽ chọn một cái địa điểm nào đó càng xa càng tốt, mình sẽ nhìn thư giãn con mắt của mình là cái nhất nè. Đó, nó sẽ giúp cho mình là thoải mái về con mắt nè, chúng ta không có sử dụng máy tính, chúng ta không có nhìn máy tính đúng không. Cách thứ hai là thầy sẽ một cách nữa sao ta, đây nhìn đây nha, thì thầy sẽ dùng hai bàn tay của mình, chúng ta có thể ngồi bất cứ lúc nào nha, bất cứ chỗ nào khi mà các bạn không có tiện đi ra ngoài được đúng không, không có tiện đi lên hành lang, mình đang cảm thấy mệt mỏi con mắt mình và mình muốn relax tại chỗ luôn thì làm sao, thì mình sẽ dùng hai cái đôi bàn tay của mình nha. Các bạn nhìn nha, thầy sẽ chà sát hai đôi bàn tay của thầy lên đây, các bạn nhìn nha, thầy chà đến khi nào mà thầy cảm nhận được cái độ nóng ở bên trong hai cái lòng bàn tay của thầy, sau đó thầy sẽ dùng hai cái khuỷu tay nè, đây hai khuỷu tay nè, thấy không đó, và thầy sẽ áp lên mắt của thầy đó. Thầy sẽ cảm nhận được cái độ nóng, sau đó thầy sẽ để trong vòng 10 giây đến khi nào mà đó nó hết cái độ nóng của bạn lòng bàn tay, thì chúng ta sẽ dùng cái đó, chúng ta sẽ chà trong vòng 5 lần, 10 lần đến khi nào mà mắt của chúng ta nó đỡ mỏi hơn nha các bạn. Thì các bạn có hay mỏi mắt không? Các bạn học online nhiều đúng không nè? Thì mình có hay bị mỏi mắt không nè? Thì comment dưới giúp cho thầy Vinh biết nha, để thầy có thể tìm ra những cái biện pháp, những cái mẹo trong buổi học để thầy có thể chia sẻ cho các bạn đó. Các bạn có hay mỏi mắt không? Hay là mình có đau vai hay gì không nè, cũng comment bên dưới giúp cho thầy. Chúng ta ngồi rất là nhiều giờ đúng không? Hay là mình khi mà mình học á, mình nhìn trên máy tính quá lâu đúng không? Thì các bạn cảm thấy là mệt mỏi, hay là bất cứ điều gì thì cũng comment bên dưới giúp cho thầy luôn nha.
Rồi bây giờ nha. Rồi xin chào Hiếu Tí Hon nè. Xin chào Minh Đức nè. Trường Sơn, Anh Sơn. Thích quá à. Mà Anh Sơn nói là thích quá, hôm nào cũng được quà. Hi hi, ngại ghê. À, Anh Sơn ha, thì thấy bạn Anh Sơn tương tác rất là nhiều ha. Tuần nào cũng thấy bạn Anh Sơn luôn. Vậy lần sau hẹn sẽ cho một câu hỏi rất là khó cho anh Sơn, để cho dành bạn anh Sơn, để bạn anh Sơn coi là bạn anh Sơn có chú ý bài là ngày hôm nay không ha. Vậy thì chúng ta sẽ chờ nha. Bây giờ thầy sẽ có một vài những cái đáp án, những câu hỏi nữa nè, để bước vào bài học ngày hôm nay. Thì các bạn xem hình ở bên dưới, ở trong cái màn hình của thầy, xem là mình đoán được là cái này là cái gì không ha. Đây là một tấm hình đúng không nè. Thì các bạn ơi, các bạn nhìn cái tấm hình này, các bạn xem là cái cô gái này nè đang cầm cái gì và cái đó nó có chức năng gì. Bạn có thể comment bên dưới giúp cho thầy biết được không? Bạn nào biết cô bé này đang cầm cái gì và nó có chức năng là cái gì? Comment bên dưới cho thầy nha. Thầy xem là các bạn có biết là cái này là cái gì không? Rồi, xin chào Nguyễn An nè, xin chào Thanh Sơn. À, bạn Thanh Sơn nói là khó mới thì thắt được Thanh Sơn đúng không? Chứ dễ quá đúng không? Rồi ok, hãy ghi nhận lại nha. Rồi các bạn ơi, Thanh Sơn ơi, bây giờ con thử xem là cái tấm hình này, cô gái này đang cầm cái gì và nó có chức năng gì. Rồi các bạn ơi, các bạn có đoán được không? À, nếu như mà hình mờ quá đúng không? Thì đây, đây thầy sẽ giải đáp nha. Thì cái cô gái này đang cầm một cái tấm bản đồ và tiếp theo là cầm một cái ngọn đuốc. Thì cái tấm bản đồ thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Tấm bản đồ là dùng để nhìn những cái xem đường nè, để đi đến một cái khu mà mình muốn nè, đúng không? Ví dụ như cô bé này hình như là trong một cái bộ phim là tìm kho báu, thì chứ lại cầm bản đồ này để vào hang động để tìm kho báu ha. Thì làm khi mà đi vào hang động, thì hang động tối đúng không nè, thì chúng ta sẽ cầm cái gì? Chúng ta sẽ cầm một cây đuốc để chúng ta thắp sáng đúng không? Thì cây đuốc này có chức năng là thắp sáng. Ok, vậy thì đố các bạn biết cái này là cái gì nha. Đây, các bạn có nhìn hình mình chưa, các bạn có đoán được cái này là hình gì không? Biết không nè. À thì thầy nghĩ là các bạn trẻ ở đây thì ít khi nào mà có thể tiếp xúc được với cái này ha. Thì hồi nhỏ thầy còn nhớ là thầy có một cái cây đàn này, để mọi dịp mà như là cúp điện á thì thầy sẽ dùng cái này để thầy thắp sáng. Thì cái này gọi có tên là đèn dầu nha. Đèn dầu cũng giống như là đèn cái đuốc vậy á, thì mình sẽ dùng dầu để mình thắp sáng. Rồi cũng giống như là cái hình này đây. Đây. Đó. Đó, cũng đi tìm kho báu không? Dùng cái đèn đúng không? Đó, đây cũng gọi là đèn dầu ha. Tiếp theo, hiện đại hơn chút xíu nữa, chúng ta cũng sẽ có một cái gì ta, à cái này là cây đàn cầy đúng không? Thì đàn cầy nè cũng có chức năng là thắp sáng. Thì không cần sử dụng dầu, nó sẽ sử dụng sáp để thắp sáng lên nha các bạn. Thì đàn cầy thường các bạn thường thấy, thì bây giờ chúng ta thường thấy ở các như dùng để thắp pin, những cái đàn cầy ở trong cái
bánh kem nè đúng không, những cái đèn cầy đây để thắp sáng khi mà cúp điện đúng không. Thì bây giờ thầy thấy là hiện tại là ít khi nào mà để dùng đèn cầy để thắp điện lắm, thắp sáng á, khi mà các bạn cúp điện đúng không, ít khi nào lắm chúng ta sẽ dùng cái đèn đó, cái đèn gì mà nhỏ nhỏ nè cầm đi được đúng không, hoặc là cái đèn bự như vậy mình có thể cầm đi được đúng không, đó nó gọi là đèn gì ta, à cái đó là đèn gì, à cái đó là đèn gì, đèn gì ta, các bạn nào biết không, mình chỉ đi với thầy đi đi. Rồi thì hôm ngày hôm nay nếu như mà không có những cái đèn này thì khi mà cấp điện á, thì các bạn sẽ sử dụng cái đèn gì, phải là cái đèn pin không đúng không. Rồi thì những cái đèn pin đó, những cái bóng đèn đó chúng ta sẽ ở đâu có thì các bạn sẽ được biết, thầy sẽ bật mí nha. Thì những cái bóng đèn đó chúng ta sẽ cùng xem cái video bên dưới để biết là ánh sáng bóng đèn nè có từ đâu nha. Nếu như mà không có những cái đó thì bây giờ chúng ta sẽ không có cái gì để phát sáng đâu ha đúng không, chúng ta sẽ sử dụng đèn cầy và đèn dầu để thắp sáng, và những cái đèn dầu và đèn cầy thì cực kỳ nguy hiểm luôn, nó sẽ dẫn đến cái việc gọi là cháy nhà, dễ rất là dễ cháy ha. Thì chính vì vậy thì người ta đã phát minh ra một cái gọi là bóng đèn đó, bóng đèn bây giờ chúng ta thường sẽ sử dụng bóng đèn. Thì ai đã phát minh bóng đèn các bạn cùng xem nha, có tình nha. Mình sẽ inbox fanpage để biết thêm chi tiết nha bạn Nguyễn ơi. Rồi sau khi chúng ta xem được cái đoạn video bên dưới rồi thì cho thầy biết nha, ai đã là người phát minh ra bóng đèn ta, các bạn nào nhớ không comment bên dưới giúp cho thầy nha. Chào bạn Chi nè, bạn Chi đã nhận được voucher của Tiki đúng không, rất là giỏi ha. Thì hôm nay nếu như con trả lời đúng thì con cũng sẽ nhận được một cái voucher từ Tiki đó nha Chi. Rồi bây giờ cho thầy biết nè, ai đã là người sáng lập ra cái bóng đèn dây đốt đầu tiên ta, nếu như mà không có bóng đèn đó thì bây giờ chúng ta sẽ không luôn yêu đèn cầy đúng không, không có đèn để livestream nè, không có đèn để phát sáng mọi thứ, không có đèn để học bài, không có đèn để sinh hoạt vào buổi tối đúng không nè. Rất là biết ơn ông này nha, ông này có tên là gì ta, Thomas Edison đúng không, đây cái tên Thomas Edison đây bạn có thấy không, sẽ copy vào đây nha các bạn xem nha. Đây Thomas Edison đó là tên viết tắt của ông, và ông có tên là Thomas Eva Edison, và ông sinh vào ngày mấy ta, ông sinh vào ngày 11 tháng 2 nè năm 1847, đó là một nhà phát minh và là một phu nhân phát triển rất là nhiều thiết bị đúng không, hồi nãy các bạn cũng thấy đúng không, phải là bóng đèn không đâu, còn là những cái máy của Thomas Edison đã phát triển ra nữa nha. Đây là những phát minh của Thomas Edison đây, các bạn có thấy không, giàu ý tưởng nè, ông giữ đến 1093 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ nha, ông là người ở đâu ta, ở Hoa Kỳ nè đúng không, sinh ra tại Hoa Kỳ. Rồi ok vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm ra một trò game mà sẽ liên quan đến ông Thomas Edison này, và chúng ta sẽ có thể biết được cái làm sao những cái phát minh vĩ đại như thế này nha. Chúng ta sẽ có một bài học làm những phát minh vĩ đại. Thì bây giờ các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng làm game chưa? Comment bên dưới giúp cho thầy biết nha. Mình sẽ ready để bắt đầu comment nha. Làm game nha. Rồi, are you ready? Let's go. Và bây giờ thầy sẽ bấm vào Tinker. Đây.
đã đăng nhập vào Thinker của thầy rồi, các bạn hãy đăng nhập vào Thinker của các bạn đi nha. Rồi mình cũng sẽ bấm vào project nè, rồi tạo ra một cái new project mới đây, plan block coding project nha. Rồi bây giờ thầy sẽ đợi các bạn vào đây và thầy sẽ cùng nhau giúp cho các bạn trải nghiệm lại cái game này nha. Làm ra cái game này như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau giới thiệu những cái phát minh vĩ đại của ông Thomas Edison. Chào bạn Thái nè, hôm bữa Thái cũng đã nhận được voucher Tiki đúng không? Chờ qua dịch đúng không? Thì Thái ơi, bây giờ con cũng sẽ nhận được voucher Tiki nếu như mà con trả lời xuất sắc, trả lời chính xác câu hỏi của thầy nha. Mẹ Ngọc Nhi, thầy dạy ở Tiki quận mấy đúng không? Thầy dạy ở Tiki quận 3 nè. Nếu như qua dịch thì con có thể ghé Tiki quận 3 để học cùng với thầy nha Nhi ơi. Môn này thú vị quá đúng không? Đúng rồi, rất là thú vị nha. Chúng ta có thể làm được rất là nhiều bộ game nha Mai Anh. Minh Thư đúng không? Minh Thư là mình là khi nào tôi đủ tuổi để con tôi đủ tuổi đúng không? Thì bạn sẽ bây giờ mình sẽ input fanpage để được giải đáp nha. Thì môn này sẽ 9 tuổi là sẽ học được môn này nha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách là chúng ta sẽ kéo xóa cái nhân vật này đi ha. Đây, xóa đi. Và chúng ta bắt đầu tạo mới hoàn toàn cái game của mình luôn. Bằng cách là một cái game thì nó sẽ cần có là cái gì ta? Gì ta? Nhân vật đúng không? Đúng rồi, nhân vật. Thì bây giờ chúng ta sẽ một nhân vật nha. Thì những cái nhân vật đó thì hồi bữa thầy đã chỉ các bạn là 1, 2, 3, 4 rồi đúng không? Thì đây, tiếp theo các bạn sẽ được học cái thứ năm là thêm cái test cho author xem nha. Bây giờ thầy sẽ bấm vào đó, thầy sẽ enter cái author test. Ví dụ thầy sẽ thêm cái hello đúng không, và nó hiện ra chữ hello nhưng mà đây nó hơi nhỏ, đây nó hơi nhỏ ha, nó bị mất rồi nè. Rồi có thể là nó bị lag, bây giờ thầy sẽ lại làm lại lần nữa nha. Yes. Hello. Bên máy của thầy nó đang màu nó đang màu trắng đúng không? Thì thầy sẽ xét không nó màu đen lại đi. Black. Rồi các bạn có thấy chữ hello của thầy không? Rồi còn một cách nữa để thầy có thể access ha. Thì không phải cách này cũng được, bằng cách khác nha. Thay vì chúng ta sẽ bấm vào cái asset 5 này thì có nhiều máy của bạn nó hiện lên, có nhiều máy bạn nó không hiện lên, thì thầy sẽ dùng một cách khác để chúng ta có thể asset bằng cách là để giới thiệu những cái phát minh vĩ đại đúng không, để bắt đầu một trò game đúng không, thì chúng ta sẽ sử dụng là Ronwin Tool đúng không, cái đầu tiên luôn. Rồi bây giờ nhìn nha, thì đây là một cái gọi là vẽ nhân vật. Thì đây thì có vẽ đúng không, của thầy giới thiệu được các bạn đó đúng không. Ngoài những cái vẽ này, ngoài những cái vẽ này ha, chúng ta còn có thể thêm những cái test, những cái chữ mà không phải là vẽ ha. Thì làm sao, thì thầy spoil cái này đi. Chúng ta sẽ thêm cái test đây, chúng ta sẽ được chọn phông ha, đây kích cỡ chữ. Rồi mình sẽ thêm test thêm màu đi. Bây giờ thầy sẽ chọn cái màu này. Rồi xin chào các bạn. Enter nha. Rồi sau đó thầy sẽ di chuyển ở giữa và thầy save, thầy
là đặt tên ha. Hello đi, xem vào. Rồi, xem vào đợi nó một xíu thì nó xem rồi nha. Rồi, tắt ra. Đây các bạn thấy không? Chúng ta đã có được cái chữ hello, xin chào các bạn rồi đúng không? Thì đây là cái cách thứ hai mà chúng ta có thể thêm cái test, thêm cái chữ vào trong cái trigger này. Đó, đây là cách thứ hai nha. Nếu như mình không làm được cách đầu tiên thì chúng ta sẽ làm cái cách thứ hai. Rồi, nó cũng giống như là nhân vật vậy đó. Chúng ta có thể di chuyển bất cứ chỗ nào chúng ta muốn. Ngoài ra thì chúng ta có thể đặt tên cho nó, ví dụ như là test one đúng không, rồi để quản lý nó ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu những phát minh vĩ đại đúng không, thì bây giờ thầy sẽ chèn một cái chữ phát minh vĩ đại, thầy sẽ chèn lại cái chữ này nha, thầy sẽ xóa đi, chèn lại cái chữ mới. Đây để xem là chỗ nào đây ta, chỗ này nha. Màu không, màu gì ta, màu gì đẹp nhất ta. À bây giờ hãy cho màu đỏ đi. Ở đây mình có thể chọn màu ngẫu nhiên nè. Đó, màu đỏ nó không được đậm lắm nha. Đây ok, sẽ đặt vào đây, xong vào đây. Tên rồi ok, đó chúng ta sẽ di chuyển ra giữa nè và đặt chỗ này là race. Rồi mình sẽ đặt ngay chỗ này, rồi tắt cái này đi, rồi đặt tên xem à. Rồi bấm vào cam đây, đó sẽ di chuyển lên trên đầu. Ok, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chèn một cái nền, sao ta, để xem coi cái nền một cái bàn ha. Đây một cái bàn nha, để xem coi là trong thiên cơ này nó có cái bàn không ha. Ta đây dành cho các bạn mà đã vào mà mới vào cái livestream của thầy, thì để làm sao để tạo ra được cái nền thì đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào cái bấm gắn cưa này ngay chỗ chữ stay, tức là sân khấu, stay tức là sân khấu nha. Thì chúng ta sẽ bấm setting, bấm vào thêm background. Rồi vậy chúng ta sẽ thêm background nha. Rồi thêm background gì để thầy tìm xem cái background là phù hợp với những cái phát minh vĩ đại của thầy nha. Cách nào background này được không? Không đúng không? Không thì chúng ta sẽ bấm vào gắn cưa lần nữa. Chúng ta sẽ xóa đi cái background này. Chúng ta add thêm background khác. Đây. Thầy đang cần một cái để những cái cách mình nó lên đó đúng không, bây giờ thầy sẽ tìm ha. Rồi nếu như mà mình tìm không thấy á, mình sẽ lên trên mạng tìm luôn. Đây performance, à bây giờ thầy thấy rồi nha, performance đúng không. Rồi bây giờ thầy sẽ chọn cái step 3 này. Ok, rồi chỗ này thầy sẽ để dưới đây chút xíu, nó nổi ra đó, sửa xem cái này sẽ làm sao cho nó nổi này. Thêm một cái viền nữa, đây hãy sẽ thêm một cái viền này nha.
Viên này sẽ là màu màu trắng đi, để cho đánh bật cái chữ của thầy lên. Thầy là viên ha, xem vào. Rồi, tại vì nó màu trắng á, các bạn không thấy á, đúng không? Rồi bây giờ thầy kéo ra đây, đây nó sẽ che mất cái chữ mình đúng không? Thì có một cách nữa, giờ kéo nó bự ra đúng không? Rồi này che mất chữ đúng không? Thì làm sao để cho nó không bị mất chữ ta? Bấm vào cái viền này nè, nhìn bây giờ quan sát nha. Thì cái viền này nó đã đè lên cái chữ của các bạn đúng không? Rồi một là mình sẽ kéo, sắp xếp cái viền này ở bên dưới cái chữ này bằng cách là chúng ta sẽ cho cái viền này nằm ở cách đó đằng sau cái chữ này bằng cách chữ range nè, tag nè, đó thấy chưa, sắp xếp cho cái viền này nằm sau cái chữ này thì nó sẽ không bị chữ này đè lên đúng không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ add thêm cái background nha, thì đây thấy chưa, các bạn có thấy không? Đó, rất là xịn ha. Nó sẽ làm nổi bật lên cái chữ những phát minh vĩ đại của thầy đó, nghe chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm ra một cái Thomas Eva Edison để quảng cáo cái thương hiệu, quảng cáo bóng đèn của ông nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ tìm cái hình Thomas Edison để chèn cái tấm hình đó vào trên cơ. Thì đây thầy sẽ giới thiệu cho các bạn lại cách chèn nhân vật từ bên ngoài vào bên trong đây nha. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ lên Google, chúng ta sẽ gõ Thomas Edison và bấm vào hình ảnh. Chưa đâu nha, chúng ta sẽ bấm vào công cụ đây, chúng ta sẽ bấm vào màu nha. Để làm gì? Để tách ra cái nền, nó không có trùng cái nền của chúng ta, không vào trong suốt nè. Thì bây giờ thầy sẽ tìm ra một cái hình nền ông Thomas Edison cùng với cái bóng đèn nha. Rồi đây, đây là ông Thomas Edison, đây là bóng đèn. Thì thầy ở nhắc vào xem coi là nó đã tách tách giùm thầy cái nền chưa nha. Thì đây mình nhìn những cái đốm đen 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 này đúng không, là nó đã tách được cái nền rồi nè, đó chính xác chưa. Rồi bây giờ thầy sẽ xem nó vào máy đây bằng cách là chuột phải và nó bấm lưu hình ảnh vào hành nha. Rồi chúng ta sẽ có một cái tặng tên nha, bây giờ là Hermes CM đi ha. Rồi thầy sẽ tìm thêm nhiều cái hình khác nữa để xem coi là cái hình nào nó phù hợp với cái background của thầy nè, đúng không? Thì cái hình này cũng được, chúng ta có thể tô màu thêm nha. Đây hình này đi nha. Rồi để thầy kiếm thêm một cái hình nữa. Hình này thì sao các bạn, đã tách nền ra được chưa? Đây tách nền ra đúng không? Ok, hình này đã tô màu sẵn luôn, tách nền ra. Rồi mình cũng sẽ lưu vào máy. Rồi hình này không có bóng đèn đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm bóng đèn. Rồi bóng đèn cũng bấm vào công cụ nè, mèo nè, trong suốt để nó tách cái nền ra đó nha các bạn. Nhớ nha. Thì bóng đèn hồi xưa là bóng đèn dây tóc đúng không? Thì nó sẽ tròn 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 ha. Ta sẽ sử dụng là vuông đúng không? Đây, bóng đèn dây tóc đây. Tắt nền ra. Thử xem nha. Đó, cái bóng này là tắt nền ra được nè. Thì còn cái bóng nào? Đây, bóng này cho nó hoạt hình chút xíu ha. Rồi, ok, bóng đèn này nha. Rồi, bóng đèn. Xem vào máy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lần lượt thử
xem là những cái hình này nó phù hợp với cái background của thầy không ha. Thì làm sao đây, answer chúng ta sẽ thêm những cái nhân vật này vào bằng cách là thêm nhân vật, bấm vào upload answer, tức là upload từ bên ngoài vào bên trong nha. Thì đây là những cái hình mà đây thầy sẽ hãy lên nó luôn. Đầu tiên là hình này ha, mày xem coi là nó phù hợp không ha. Rồi hình này thì cũng phù hợp á, nhưng mà nó hơi mờ nè, các bạn có thấy không? Cái hình này nó hơi mờ, bóng đèn hơi mờ nè, thấy không? Thì bây giờ thầy sẽ xóa đi ha, thầy sẽ để đây luôn để cho các bạn xem những cái hình này nó khác nhau thế nào. Rồi tiếp tục là hình này. Các bạn ơi, các bạn có theo kịp thầy không? Rồi cùng mình bên dưới giúp thầy nha. Hello Linh nè. Rồi hello Mi nè. Rồi bây giờ xem tiếp nha. Bây giờ thầy sẽ thêm những cái outer tiếp nè. Thầy sẽ thêm cái ông Thomas Edison có màu này vào. Đây. Bự quá đúng không? Nhỏ lại một xíu. Rồi Thomas Edison. À, bây giờ thầy đã thấy được cái ông nào phù hợp rồi nè. Đây, thầy thấy là ông ở thứ ba là đẹp hơn đúng không? Nhưng mà ông này lại thiếu bóng đèn. Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm bóng đèn vào nha. Bóng đèn đây, bóng đèn đâu, bóng đèn đây. Rồi, bóng đèn hiện ra rồi nè. À, bây giờ thầy sẽ để bóng đèn kế bên ông Thomas Edison. Thử xem. Rồi, ok, bây giờ ok, vậy thì thấy là trong ba ông này thì thầy hãy sẽ chấm là ông cuối cùng ha. Đây, vừa có màu nè, vừa có bóng đèn. Thì bây giờ thầy sẽ xóa hai ông này đi. Ok, vậy thầy giờ thầy sẽ đặt chỗ nào đó, đây cho nó đẹp đó, đây đẹp đó ha, nhỏ lại chút xíu. Cái bóng đèn này sẽ nhỏ lại chút xíu. Rồi đặt ở đây. Rồi ok, vậy là chúng ta đã xong được cái phần gọi là thêm nhân vật, thêm hình nền đúng không? Vậy thì bây giờ làm sao để giới thiệu cái sản phẩm bóng đèn này, những phát minh vĩ đại này cho mọi người biết ha? Làm sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ, điều đầu tiên các bạn sẽ cần biết là một câu lệnh đầu tiên nha. Chúng ta sẽ khi mà thầy lít vào bóng đèn này thì bóng đèn này sẽ phát sáng. Các bạn xem nha, lít vào bóng đèn này thì bóng đèn này sẽ phát sáng. Thì làm sao để cho bóng đèn này phát sáng ta? Rồi bây giờ để cho bóng đèn phát sáng thì chúng ta sẽ có một cách nha. Nhìn nha nha, mình sẽ bấm vào bóng đèn, chúng ta sẽ bấm vào cây bút chì đây nè, đó để chúng ta chỉnh sửa bóng đèn này. Rồi đây nó ngay bóng đèn đúng không? Chưa, chúng ta sẽ bấm vào ngay bóng phải để chúng ta copy ra cái bóng đèn này. Đây copy ra rồi đúng không? Rồi bây giờ để cho nó phát sáng thì có phải là nó màu vàng không các bạn? Thì chúng ta sẽ tô màu vàng nó vào nha. Cái bình sơn đây màu vàng đây, đây. Thấy chưa? Vậy là bóng đèn nó phát sáng rồi, nhưng mà làm sao để lập trình cho bóng đèn này nó khi mà lít vào bóng đèn này nó sẽ động tự động phát sáng, lít lần hai thì nó sẽ tự động tắt. Làm sao ta? Xem nha. Rồi thầy cũng xếp vào luôn. Đây, thấy chưa, lúc đầu là nó bóng đèn không đúng không? Thì bây giờ để thầy lập trình vào nó bằng cách là thầy để bóng đèn ra.
đúng không? Và thầy có một câu lệnh là đây chúng ta sẽ bắt đầu vào khóa lệnh sự kiện đúng không? Hồi trước á, là thầy dạy các bạn là cái khóa lệnh on start ra, tức là bắt đầu một cái lập trình, bắt đầu một sự kiện nào đó đúng không? Sau, nhưng mà bây giờ thầy sẽ chỉ các bạn là cái câu lệnh thứ hai là khi chúng ta lít vào cái nhân vật đó thì nó sẽ thực hiện cái gì. Rồi thì đây là câu lệnh thứ hai nha, when utter liquid thì nó sẽ làm cái gì, cũng giống y chang như cái lệnh on start vậy á. On start thì chúng ta sẽ bấm vào đây đúng không, tự nhiên nó bắt đầu đúng không, thì còn cái này thì chúng ta sẽ click vào nha. Rồi để bóng đèn phát sáng thì chúng ta cần thêm một cái nhóm lệnh nữa nha các bạn, nằm ở nhóm lệnh, nằm có lệnh nhóm, cái nhóm lệnh này á nằm là nhóm lệnh lúc, cái khóa lệnh tên là gì ta, next custom, tức là cái hình kế tiếp của cái bóng đèn này hồi nãy mình đã tô màu đó chứ bạn nhớ không, đây kéo vào đó xong rồi không, đơn giản không, đó, rất là đơn giản nha. Chúng ta sẽ bấm vào chữ start đây rồi xem nha, khi mà thầy lít vào bóng đèn này nè thì bóng đèn này nó sẽ có một cái điều gì kỳ lạ nha, xem nha, đây ta đa các bạn phát sáng không, thầy nhắc lại lần nữa nha, đây thấy chưa, thầy nhắc lại lần nữa đó, phát sáng không, nhắc lại lần nữa tắt đúng không, hay không, thì các bạn có thể áp dụng cái khóa lệnh này, cái nhóm lệnh này, những cái custom này vào những cái đoạn chương trình khác mà mình làm nha, không phải chỉ ghi những phát minh vĩ đại này đâu. Thì cái này các bạn sẽ được làm những cái như là lít vào nè, phát sáng nè, rồi lít vào nó sẽ một cái hiệu ứng cái dòng chữ nào đó chạy ra ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm thử luôn nha. Thì bây giờ thầy đã làm được cái bóng đèn này rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ lít vào ông Thomas Edison ha. Rồi chúng ta sẽ làm trên ông Thomas Edison bằng cách là bấm vào nhân vật. Sau đó chúng ta cũng sẽ là bấm vào cái chỗ đầu tiên là gì ta, event đúng không các bạn, rồi chúng ta cũng sẽ kéo cái after ra đúng chưa, click vào thì bây giờ sẽ làm trong này sao ta, à bây giờ kết hợp những khối lệnh trước thì chúng ta sẽ cho cái ông Thomas Edison này giới thiệu bản thân của mình ha, tôi là cái gì đúng không, tôi sinh ngày mấy đúng không, rồi thì đây để nói được thì hồi nãy thầy đã ôn lại rồi đúng không, chúng ta sẽ có một cái lực màu tím đây, say hello trong vòng 2 giây đúng không, các bạn đã được học trước đó rồi đúng không, thì bây giờ chúng ta sẽ đổi tên nha, sẽ giúp cho cái nhân vật này nói chuyện. Xin chào các bạn. Xin chào. Tôi tên là à tiếng Anh đúng không? Ok. Vậy tại ông này là người nước ngoài mà đúng không? Ông phải nói tiếng Anh chứ làm sao mà nói tiếng Việt được đúng không các bạn ơi? Thì hello. Chưa. My name is Thomas Eva Edison. Chưa? Rồi, ông giới thiệu nên ông sẽ là ở hiện tại đơn ha. Đúng chưa? Rồi bây giờ xem thử xem là khi mà mình click vào ông này là ông này có giới thiệu không ha. Rồi lên vào xem nha. Ông này có lập trình theo ý ta muốn không? Đó. Hello, my name is Thomas Alva Edison. Đúng không? Thì không phải đơn điệu gì không nha. Các bạn ơi, các bạn hãy thiết kế cho thầy cũng làm y chang vậy luôn. Hay là làm một khác chút xíu ha. Làm theo ý các bạn nè. Theo cách mà các bạn thấy là hợp lý, đẹp. Mình sẽ làm những phát minh vĩ đại nè. Mình
thể chụp hình cái xe của mình lên, mình sẽ giới thiệu những cái xe đó cho các bạn nè, cho các ba mẹ của mình biết là cái xe đó nó có chức năng gì, hay là sản phẩm của chúng ta, những sản phẩm chúng ta thiết kế nó có cái đặc điểm gì ha. Thì bây giờ thầy sẽ tiếp tục làm cái game của thầy được chưa? Thì bây giờ ông Thomas Edison đã giới thiệu thì sẽ minh ha. Thì bây giờ mình sẽ hiểu cái bóng đèn này cách là nói thêm đây. Ba đúng không? Thiết kế đúng không? Tiếng Anh bằng thiết kế là gì ta? Đây là bằng sáng chế đúng không? Để hãy suy nghĩ coi. Như là sáng chế nó sẽ là creative đúng không? Nhưng mà hãy nhớ là cái bằng sáng chế nó có một cái tên tiếng Anh khác nữa. Tên rất là đẹp ha. Thì nhớ rồi, như là button. Ok. Và bóng đèn là cái mà tốt nhất. Ví dụ vậy ha. Rồi, giờ hãy nha. Hello, my name is Thomas Edison và I have 1093 đúng không? 83 person and my work is my best đúng không? Rồi thì đây giới thiệu và bây giờ các bạn ơi, các bạn bây giờ thầy sẽ kết hợp hai cái khóa lệnh này. Khi mà ta lít vào cái ông ngoại Thomas Edison thì cái khóa lệnh bóng đèn sẽ phát sáng làm sao ta? Rất là đơn giản nha. Rồi rất là đơn giản nè, bằng cách là khi mà chúng ta nhấp vào đây thì bóng đèn này thì nó sẽ phát ra một cái lệnh là broadcast ha. Thì khi mà ông này phát ra thì bóng đèn nhận được và bóng đèn sẽ tự động phát sáng, hoặc là cái khóa lệnh broadcast á, thầy sẽ hướng dẫn các bạn ở những cái học phần sau nữa, ở những cái buổi livestream lần lần kế tiếp. Thì bây giờ chúng ta sẽ kết hợp bằng cách là chúng ta sẽ làm sao đây nè, chúng ta sẽ click vào đây rồi ok. Vậy thì làm cách nào ta? Rồi ok, vậy chúng ta cũng sẽ broadcast ha. Vì rồi thì cái khóa lệnh broadcast sẽ nằm ở đâu? Nó nằm ở cái control. Mình sẽ kiếm cái khóa lệnh ở đây. Đây, event ha. Rồi, kéo ra. Thì khi mà các bạn nha. Đây, kéo vào đây, broadcast. Chúng ta sẽ phát ra một cái lệnh. Đây, bóng đèn phát sáng. Các bạn hiểu nôm na cái chữ broadcast này là phát ra một cái tín hiệu. Thì khi mà nhấp vào cái ông này nói hết ra và ông này phát ra một cái tín hiệu là bóng đèn phát sáng đúng không? Thì cái bóng đèn này, khi mà cái bóng đèn này cũng sẽ nhận được cái lệnh là bóng đèn phát sáng, và bóng đèn này nó sẽ phát sáng ra nha các bạn. Rồi bây giờ thầy sẽ lập trình cho bóng đèn này. Đây. Thì thay vì chúng ta lít vào thì chúng ta cũng sẽ có một khóa sự kiện là nhận được cái lệnh phát sáng. Đây, when I receive đây. Rồi bấm vào bóng đèn phát sáng này, bấm cái ô này nha. Đây.
Rồi bóng đèn này, khi bóng đèn này nhận được cái tín hiệu là bóng đèn phát sáng thì này bóng đèn này nó sẽ chuyển ra custom mới, cái bóng đèn nó phát sáng lên ha. Bây giờ mình xem nha, xem lại cái đoạn code này thì đầu tiên chúng ta sẽ click vào ông này. Ông này sẽ nói giới thiệu bản thân của mình và nói tiếp, sau đó sẽ phát ra một cái tín hiệu bóng đèn phát sáng, và cái tín hiệu này nó sẽ không có hiển thị ở trên cái màn hình của chúng ta nha các bạn. Sau khi bóng đèn này nhận được cái tín hiệu này thì cái nó sẽ tự động phát sáng, xem có phải không ha. Rồi ta-da, ngon không? Hai bóng đèn phát sáng chưa, và bóng đèn này phát sáng đúng không, thấy chưa. Rồi bây giờ để cho bóng đèn này tắt thì chúng ta cũng sẽ dùng thêm một cái có lệnh nữa là custom nữa đúng không, sẽ tự động tắt đây, xem coi nó tự động tắt không ha. Nhưng mà thầy nghĩ là cần thêm một cái lệnh nữa đó ha, xem nha. Rồi bấm vào đây, rồi các bạn có thấy không, khi mà chỉ hiệu tên nè, hello bạn Nhật Phương nè, ok các bạn thấy không, tại sao bóng đèn nó lại phát sáng đây, nó lại không phát sáng ta, biết tại sao không, tại vì nó quá là nhanh ha. Thì để bóng đèn cho nó phát sáng và nó dừng lại bằng cách là chúng ta phải thêm một cái lệnh là chờ. Thì cái lệnh chờ hồi nãy thầy đã giới thiệu với các bạn rồi, chúng ta đã được học cái livestream lần trước rồi đúng không, thì nó nằm ở đâu, nó nằm ở control, tìm cái có lệnh chờ cho thầy nha, đây chờ một giây thì khi mà phát sáng thì nó sẽ chờ một giây sau nó sẽ đồng tự động tắt. Đó em phát sáng không, một giây sau tự động tắt, thì các bạn có thể đợi 3 giây cho nó lâu chút xíu ha. Ok xem rồi nha, đó thấy chưa, 3 giây đúng không. Rồi ok, vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã được học cái gì ta, đây đúng không, thì các bạn ơi các bạn hãy tạo ra thêm nhiều những cái phát minh vĩ đại nữa. À, không phải đơn thuần là nó chỉ có cái ông Thomas Edison này, cái bóng đèn này, chúng ta có thể chụp những cái bức hình, những cái phát minh của chúng ta up lên trên đây và gửi cái đường link đó cho ba mẹ của mình xem nè, bạn bè của mình xem là những phát minh của mình nó như thế nào, nó vĩ đại như thế nào ha. Thì không phải là ông này nó sẽ chỉ nói là hai câu này không không nha, ông này có thể nói là nhiều câu nữa. Chúng ta đã được học lệnh say rồi đúng không, đúng chưa các bạn. À và bây giờ tạo ra thêm những cái này nữa ha, chúng ta sẽ làm thêm những cái broadcast này như thế này để các bạn có thể hiểu hơn, thầy sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về cái lệnh broadcast này nha. Rồi vậy thì đây là một cái bóng đèn phát sáng đúng không, thì thầy sẽ tạo thêm một cái đoạn test nữa nha, là khi bóng đèn phát sáng thì đoạn test nó sẽ hiện ra, ok chưa. Ok vậy làm sao để tạo thêm cái đoạn test đây, rồi mình chuột đoạn test này tên là gì ta, ok sẽ đánh chữ màu đen ha.
Rồi xem vào tên khoa học không? Đặt tên là Thomas Edison ha. Rồi đây. À, cái tên của thầy nó bị in hoa đúng không? Sửa lại chút xíu nha các bạn. Rồi ok. Thì khi mà ông thầy nhấp vào cái ông Edison này thì nó sẽ phát ra một tín hiệu là bóng đèn phát sáng đúng không? Ngoài ra thì bấm vào bóng đèn này luôn thì khi mà nhận được bóng đèn phát sáng rồi đúng không? Chuyển cái costume chuyển bóng đèn phát sáng lên thì chúng ta cũng sẽ phát ra một cái lệnh luôn nha, để cho cái lúc đầu là cái này nó sẽ không có đúng không? Bằng cách là chúng ta sẽ à, chúng ta sẽ nhấp nháy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo cái hướng nhấp nháy. Đây, nhấp nháy ha. Bằng cách là livestream lần sau thì thầy sẽ có một cách tạo ra một cái hướng nhấp nháy bằng cách đơn giản hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cách này trước cái đã ha. Chúng ta sẽ tạo ra một cái custom mới hoàn toàn luôn. Đây chúng ta sẽ ask custom để cho nó ra một cái lăng nha. Thì khi mà nó chuyển cái custom đúng không? Đây các bạn thấy không? Nó chuyển custom thì nó sẽ chuyển qua đây, sau đó chuyển lại đây. Xem lại nha. Rồi ok. Và bây giờ chúng ta sẽ xem nha. Rồi bây giờ tìm cho thầy cái lệnh broadcast đây kéo ra chữ nhấp nháy đúng không? Rồi ok, về bóng đèn đã được phát phát tín hiệu nè, sau đó phát ra một cái tín hiệu là chữ nhấp nháy, và khi mà cái chữ này nhận được cái chữ nhấp nháy này đúng không thì sao ta, đây nằm đâu đây, when I receive ha, ở đây chữ nhấp nháy thì nó sẽ cũng thay đổi một cái custom, rồi nó cũng sẽ chờ trong vòng 1 giây. Và cái custom mới nha. Ok, giờ chúng ta đã hoàn thành đúng không? Xem nha. Rồi đầu tiên là thầy sẽ nhấp vào cái này. Đó, mình sẽ giới thiệu tên của mình. Đó, mình sẽ nhấp nháy. À, chữ này sẽ nhấp nháy theo. Ok chưa? Rồi, đợi lần sau thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm cho cái những cái này nó nhấp nháy một cách đơn giản hơn nha. Còn bây giờ thì chúng ta đã kết thúc cái nội dung ngày hôm nay, cái buổi game ngày hôm nay rồi. Các bạn ơi, các bạn có thể tạo ra những cái game liên quan đến những khối lệnh này cách đơn giản hơn ha. Nhất là khối lệnh broadcast nè, khối lệnh next custom nè. Và mình sẽ có thể tạo những cái hiệu ứng đặc biệt hơn nữa ha. Chúng ta có thể vẽ lên, chúng ta có thể chèn hình vào nha. Thì bây giờ thầy sẽ ôn lại cái bài học ngày hôm nay.
gom những khối lực nào nha các bạn. Rồi bây giờ xem nha, thì ngày hôm nay chúng ta đã chèn được ông Thomas Edison vào, ông bóng, cái bóng đèn vào, và cái nền xanh xanh này và những cái chữ này nha. Vậy bây giờ thầy sẽ hỏi nha, mình sẽ học được cái gì ngày hôm nay. Ok, bây giờ thầy xem vào nha. Rồi, ok. Vậy thì đây, ngày đầu tiên này, thì khi mà khối lệnh này là khối lệnh gì? Đây, kéo vừa kéo ra đây, khối lệnh gì đây? Và khối lệnh này là khối lệnh gì? Khối lệnh này nữa. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu lại các bạn nha. Khối lệnh đầu tiên là khối lệnh là chúng ta khi mà chúng ta lít vào thì nó cũng y chang như khối lệnh là bắt đầu sự kiện vậy. Khi mình lít vào thì nó sẽ bắt đầu lập trình theo những cái mà chúng ta đã ghép vào nó, đúng không? Khi thầy lít vào rồi thì nó sẽ lập trình chỉ next custom kế tiếp nè. Rồi khối lệnh when and receive, đúng không? Nó sẽ đi chung với khối lệnh broadcast. Thì đây là một cặp đôi phát ra tín hiệu, broadcast phát tín hiệu, và cái nhận when I receive nó sẽ nhận cái tín hiệu của broadcast và nó sẽ thực hiện những cái mệnh lệnh của cái broadcast nè, những cái mà mình lập trình cho cái nhân vật kia nha. Rồi cái lệnh next custom này là cái lệnh gì ta? Cái lệnh này sẽ sử dụng để thay đổi cái trang phục, như là thay đổi những cái hiệu ứng cho cái nhân vật của mình. Rồi thì hôm nay chúng ta đã học được cái bốn khối lệnh này nè. Thì các bạn ơi, các bạn hãy nhớ cho thầy bốn khối lệnh này nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi mini game ngày hôm nay ha. Như câu hỏi ha, đây kéo lại hết nha. Rồi ok, vậy thì đầu tiên nha, câu hỏi đầu tiên của thầy dành cho các bạn nè. Làm thế nào để cho cái nhân vật bóng đèn này có thể phát sáng được, thay đổi hiệu ứng được? Mình sẽ sử dụng cái khối lệnh gì? Mình sẽ comment bên dưới nha, để xem là chúng ta sẽ thay đổi khối lệnh gì nha. À, chào Việt Hoàng. Rồi ok, vậy thì khối lệnh đầu tiên là khối lệnh để thay đổi bóng đèn này, chúng ta sẽ có là khối lệnh next custom nè. Khi mình nhập vào đây, đây thì nó sẽ phát sáng. Ok, rồi kế tiếp câu hỏi 2 của thầy dành cho các bạn là khi mà thầy nhấn vào cái nhân vật này thì làm sao để cho nhân vật này, cái khối lệnh nào mà thầy nhấn vào để cho nhân vật này thiết lập ra, nói ra tên nè, đúng không? Thì đâu, khối lệnh nào đâu? Đây có phải là when I receive không? Đó, chính xác nha. Và cuối cùng để phát ra được khối lệnh thì chúng ta sẽ sử dụng gì ta? Gì ta? Broadcast, đúng không? Rồi ok. Rồi ok. Buổi học ok, vậy thì chúng ta đã kết thúc cái buổi livestream ngày hôm nay rồi, đúng không? Và bây giờ thầy sẽ ok, vậy bây giờ thầy sẽ xin chào các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau ở buổi livestream vào tuần sau nha. Thì bạn ơi, các bạn hãy chuẩn bị cái game cho mình và hãy inbox những inbox nhắn tin cho fanpage để có thể nhận quà những bài học ngày hôm nay, nhận quà bài học ngày hôm nay. Và có thể và trong Tiki thì Tiki đang có chương trình ưu đãi là 10% về cái học phí đăng ký học trại hè nè. Trại hè online, STEM online duy nhất tại Việt Nam. Thì các phụ huynh, các con ơi, các con có thể đăng ký để tham gia trải nghiệm cùng trại hè online ở Tiki nha.
Còn bây giờ thì hãy chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn vào livestream tuần sau nha. Chào tạm biệt các bạn.